Chơi là phải tới nên phải chơi cho đến cùng. Hết miệng đời sẽ chơi cười vào cái ngày cho nên đóng khung. Vết nhơ không thể lâu vì nó không giống như vết mực che da măng mọc loàn bóng ma chợt trái đất. Ba mẹ sẽ thấy nào khi thấy con mình thua tư duy? Ba mong con thành tài, mẹ muốn thấy con ngồi công ty. Anh thường xuyên đổ lỗi cho tuổi trẻ mình ngông cuồng, quay đầu không đúng lúc thì nên gọi đó là muộn. Những thứ không nên biết nhưng anh lại biết quá nhiều. Cái gì anh cũng có nhưng đạo đức thì quá yếu. Có người hỏi về già anh dự định sẽ làm cái gì? Anh ngồi ngẫm thật lâu vì con đường tối mịt đi. Người trong đâu, anh em đâu, rồi tình yêu đâu? Trong mắt sao hỏi anh như là một con sâu. Chú Hảo đâu? Thằng này nào? Dám gọi thì tao thế á? Dừng tay! Tiền tao chưa có. Khi nào có, tao gọi. Nhưng hôm nay tôi đến không phải để đòi nợ, mà là nay đưa thằng cu em đến, mong được ông anh chỉ giáo. Muốn áp đảo tại gia. Thắng Rùa, dạy cho nó bài học. Dạ, thế để con. Mày muốn chơi thế nào? Mày thế nào cũng được. Được, thích, lên đài. Còn ai tốt hơn không? Thầy! Để con! Để tao! Dừng tay!
Có lẽ học trò đánh không có đủ đô. Kiểu này chắc thầy của chúng phải ra tay rồi. Hay ông anh lên sàn chỉ giáo cho em nó vài chiêu. Xin mời. Cậu muốn đấu? Xuống đây. Đây là những tuyệt kỹ của môn phái Nhất Nam. Trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì con mới được sử dụng những đòn thế này. Con nhớ rõ không? Dạ. Hôm nay thế đủ rồi. Hôm khác tôi sẽ quay lại. Ông nhớ mà lo tiền trả cho tôi đấy nhá. Lo mà đưa ông ấy đi chữa nội thương.